Trưa ngày 20 tháng 8, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân rời Bắc Kinh Trung Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Trả lời báo chí sau chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, góp phần thúc đẩy quan trọng đối với việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Theo đó, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chương trình hoạt động phong phú và ý nghĩa với 18 hoạt động trong hơn 2 ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đi sâu xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Các bộ ngành và địa phương hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm dịch, hải quan y tế, truyền thông, hợp tác địa phương, dân sinh. Tại các cuộc trao đổi, hai bên đã đạt nhận thức chung rộng rãi về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc theo định hướng sâu hơn, trọng tâm là cụ thể hóa các nhận thức chung và thỏa thuận giữa hai bên bám sát tinh thần của tuyên bố chung và các nhận thức chung của cấp cao đạt được tại chuyến thăm lần này thời gian tới hai bên sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác trên các phương diện chính trong đó hai bên tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước củng cố nền tảng tin cậy chính trị cùng định hướng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược đồng thời phát huy đầy đủ vai trò của kênh đảng các cơ chế ủy ban hợp tác giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc của mặt trận tổ quốc việt nam và chính hiệp toàn quốc trung quốc các cơ chế trao đổi quốc phòng an ninh ngoại giao hai bên cũng nhất trí phát huy vai trò điều phối tổng thể của ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh ngoài ra trên cơ sở định hướng sâu hơn hai bên tiếp tục triển khai cụ thể khóa nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết đưa hợp tác thực chất đạt tiến triển mới tạo thuận lợi về thương mại mở rộng xuất khẩu các mặt hàng nông sản thủy sản của việt nam sang thị trường trung quốc cùng với đó hai nước thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển thực hiện tốt kế hoạch hợp tác kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường đẩy nhanh thúc đẩy kết nối cứng giữa hai nước về đường sắt tốc độ cao đường bộ cao tốc kết cấu hạ tầng cửa khẩu nâng cấp kết nối mềm về hải quan thông minh cửa khẩu thông minh hai bên khuyến khích và ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực uy tín và công nghệ tiên tiến sang đầu tư tại nước kia trọng điểm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp kết cấu hạ tầng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số kinh tế tuần hoàn phát triển xanh năng lượng sạch năng lượng tái tạo Hai bên cũng nhất trí lấy năm 2025 là năm giao lưu nhân văn Việt Trung. Hai bên sẽ cùng tổ chức chuỗi hoạt động chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc. Đồng thời, tăng cường giao lưu văn hóa hợp tác về truyền thống, tin tức, xuất bản, phát thanh, truyền hình, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, y học cổ truyền, phòng chống giảm thiểu tác hại thiên tài, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thúc đẩy hợp tác du lịch, mở thêm đường bay, khuyến khích ngày càng nhiều du khách sang du lịch ở nước bên kia. Việt Nam, Trung Quốc cũng tăng cường điều phối, hợp tác đa phương, tăng cường phối hợp trong các cơ chế như Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, ủng hộ nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế. Trong đó, Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức năm APEC 2027, ủng hộ Việt Nam gia nhập, phát huy vai trò trong các cơ chế đa phương. Trung Quốc ủng hộ ASEAN xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường và phát triển, duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đồng thời tiếp tục thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, tái khẳng định tầm quan trọng của việc giữ gìn và thúc đẩy hòa bình, ổn định tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, nhất trí xử trí tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền và thỏa thuận liên quan, tăng cường hợp tác tại khu vực biên giới trên bộ Việt Nam Trung Quốc, tổ chức tốt kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước biên giới đất liền và 15 năm ký kết 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc. Trưa ngày 20 tháng 8, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân rời thủ đô Bắc Kinh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Nhận lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu Nhân, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 chuyến thăm cấp nhà nước đến trung quốc là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm trên cương vị mới là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa việt nam và trung quốc trong năm nay có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai nước hai đảng trong thời gian dài tiếp theo trong chuyến thăm tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đã hội đàm cấp cao với tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình hội kiến thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý cường hội kiến ủy viên thường vụ bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc vương hộ ninh hội kiến ủy viên thường vụ bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hay còn gọi là nhân đại quốc hội trung quốc triệu lạc tế cũng trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết 14 văn kiện giữa các ban bộ ngành trung ương và địa phương hai nước. Ngày 19 tháng 8, tại Đại lễ đường Nhân dân thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng chứng kiến lễ ký 14 văn kiện được các ban bộ ngành trung ương và địa phương hai nước ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước lần này. Các văn kiện này bao gồm một Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Trường đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Học viện Hành chính Quốc gia, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 2. Bản ghi nhớ về việc hợp tác công nghiệp giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 3. Giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai Hà Nội Hải Phòng giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 4. Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Y tế Quốc gia nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về hợp tác quốc tế. 5. Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc về tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin về nghiệp vụ ngân hàng. 6. Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dừa tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 7. Nghị định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về yêu cầu kiểm dịch và sức khỏe đối với cá sấu nuôi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. 8. Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm đối với sầu riêng đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 9. Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc thúc đẩy các dự án hợp tác phát triển trong lĩnh vực xã hội và dân sinh. 10. Công thương giữa Bộ Giao thông Vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về nghiên cứu tính khả thi của dự án viện trợ kỹ thuật lập quy hoạch hai tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn Hà Nội và Móng Cái Hạ Long Hà Nội. 11. Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tân Hoa xã, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 12. Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc. 13. Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Quản lý Trung y dược quốc gia, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về hợp tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền. 14. Bản ghi nhớ về chương trình trao đổi báo chí truyền thông giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Toàn quốc Trung Quốc giai đoạn 2024-2029. Hai văn kiện tuyên bố tại lễ ký kết gồm một Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Nhân dân tỉnh Hải Nam, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 2. Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền nhân dân tỉnh Sơn Đông, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sau hơn 30 năm thực hiện bình thường hóa, đặc biệt là sau hơn 15 năm kể từ khi thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008 đến nay đã có những bước tiến nhanh chóng và ngày càng sâu sắc toàn diện trên các lĩnh vực. Từ đầu năm 2024 đến nay, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, không khí hợp tác lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân. Hai bên đều đánh giá quan hệ song phương đang ở mức độ sâu sắc toàn diện, thực chất nhất từ trước đến nay.